Dạ, em xin kính chào anh em. Thì hôm nay em cũng xin giới thiệu tới anh em chiếc trầm BMW ASW750 nè. Thì model này cũng rất là quen thuộc, em đã review qua các màu đỏ, màu vàng. Thì hôm nay em cập nhật con màu đen để giới thiệu tới anh em. Thì anh em có thể xem bản kỹ thuật em đào về để anh em tham khảo thêm. Thì nó có kích thước cao là 44, ngang là 39.6, và hồng sâu là 48. Nó thùng gỗ lạng, cũ rất là to nên rất là nặng, 32kg nè ma. Nó sử dụng bát 30, công suất phát lên tới 1000W, rất là mạnh mẽ. Anh em có thể điện nghe nhạc, tiếng bát rất là mềm và sọc, tiếng rất là tốt. Thì thiết kế bên dưới nó có chân cao su để chống rung, hoặc có thể cân chỉnh lên xuống để chống gục gình luôn anh em. Nó thay vì chân đinh nhưng mà cái chân cao su này để chống rung rất tốt hơn. Loa thì căng liền lạc và rất là đẹp, mới càng em mắt. Thì con này có màu đen cũng rất là gấu, thì căng nó được đúc khuôn nhựa chân căng đầy đủ này. Màu rất đẹp. Rồi nó sử dụng bát 30. Thì cái dòng này em cũng đã mở qua 2-3 cũ rồi, anh em có thể tham khảo. Cũ nó rất là lớn, sử dụng hai nhện ha, hai nhện. Và đây viền cao su nè, màn giấy cho dòng 750 này. Qua đầu 8 mới màn khác ha. Rốn rất là to, nó sử dụng con lớn lắm, con hai nhện mà cái con nó bằng cái rốn này, hai cái rốn nó to bằng cái lon nga ha. Tiếng loa rất là đẹp, tiếng loa mới càng luôn. Tiếng loa rất đẹp ha. Viền cao su rất là mập, nó điểm rất là đậm, quấn rất là sâu. 8 con lục giác bắt rất là cứng cáp. Thì lần này em không mở ra nữa anh em ơi. Nói chung thì nguyên bản thì đẹp đấy. Lo thì bề ngang là 39.6 ha, cao 44 và hồng sâu 48. 48 luôn phần tản nhiệt dây đầu phía sau này. Lo liên lạc góc cạnh này, không tìm vết. Phần cổ rất là ngầu luôn này. Có chân cao su chúng ta có thể dặn cân chỉnh ha. Rồi thông số đây, BMW ASW750 series này, và anh Lê anh em mắt anh Lê Lăng này, và được sản xuất tại 2007. Anh em có thể tìm hiểu. Và đây là điện từ 100 tới 203, tức là nó auto điện, có dây nguồn riêng của nó anh em. Anh em để ý các ngóc rất là kèn, mới tinh nè, sáng tròn tản nhiệt của nó. Nó chạy mạch lắp D nên công suất 150W. Lắp D thì nó không ăn nguồn, không có cao, là công suất ăn nguồn cho cái bo này. Tuy nhiên công suất phát huy của lo là nó 1000W anh em 1000W. Đây các đường ăn chơi, sáng trưng, volume các tầng từ 40 tới 88, các bát EQ 2 bậc AB chúng ta tùy chọn. Và anh em ta chọn auto để nó tự nhận dạng đóng ngắt. Này là cái nút này chúng ta gạt về in anh em ha, gạt về in để qua nút này. Chúng ta không gạt về in thì chúng ta cắt tầng không được. Chúng ta gạt về out là tức là bỏ qua nút này là nó ra tiếng trung trầm luôn, nó qua khỏi 108 này luôn. Còn chúng ta gạt về in thì chúng ta có thể sắc tiếng trầm xuống. Như vậy đã pha sáng tròn, sáng tròn rồi nè mà, ngọc nó rất là chắc luôn. Nói chung thì không tì vết, nguyên thủy 100%.
zin trăm trăm luôn. Rồi con này có giá là 20 triệu em bao ship cho anh em. Em mời anh em qua test sản phẩm luôn anh em ạ. Tiếp tục em xin test hoạt động của trầm luôn anh em ạ. Thì con trầm này nó sử dụng auto điện rất là tiện dụng ha. Bao pin on nó nằm bật xuống. Và trong quá trình sử dụng ta không cần tắt mở nguồn bằng nút này nữa. Tức là nó tự đóng ngắt khi có nhạc và không. Tức là khi không có nguồn nhạc vào thì đèn nó hiện thì màu đỏ. Khi có cho nhạc vào chúng ta giờ mở nhạc trên dàn máy chúng ta thì nó đi nhạc xuống đây thì nó sẽ hiển thị màu xanh. Tức là tự đóng ngắt và tắt lờ le. Em cho nhạc vào ha. Em thấy chuyển màu xanh liền, nó lá lờ le kiểu chắc. Thì trầm này đa số nó vậy. Rồi để trên là volume nè, dưới là cách tầng. Để qua được cái nút cách tầng này anh em sử dụng thì chúng ta phải gạt cái low pass filter này. Gạt về in. Gạt về in thì mới qua được cái cách tầng này anh em ha. Gạt về out thì nó đi thẳng luôn, nó không qua nút này nữa, chúng ta chỉnh vô tác dụng. Tức là nó lên tới tầm 80 Hz luôn. Thì khi chúng ta gạt về in thì chúng ta cắt tầng theo ý thích của chúng ta. Bass xuống 40 Hz cho tới 180 Hz. Thường thì chúng ta nghe ở ngưỡng 60 tới 80. Nghe và hát ok ha. Có khi anh em nghe những dòng nhạc mà quýnh sắc lại tới 40 Hz. Bây giờ em test 40 Hz anh em ha. Đây. Em đang cắt tới 40 Hz ha. Anh em có thể đeo tai phone để cảm nhận tiếng bass quýnh rất là mềm và sâu. Quýnh rất là lực. Em có thể cách dặn tầng lên tới 60 ha. Càng lên tần số thì anh em sẽ thấy nó xuất hiện tiếng trung của ca sĩ. Và tiếng lúc này nó quýt mạnh hơn, mà nó nhịp mạnh hơn. Cái cửa sắt của em hơi rung ha. Chúng ta gạt qua luôn á, tức là đi thẳng luôn nè, không qua lúc này, không qua lúc này nữa ha. Thẳng luôn là lên tần số tới 200 à. Nè, anh em có thể tùy chọn A hoặc B, nó có hai chế độ nghe. Anh em về gạt chúng ta thích chế độ nào chúng ta gạt chế độ đó, pha và đảo pha từ 0 tới 88 ha. Rồi anh em để chế độ auto để tự động ngắt. Rồi em xin tạm dừng clip test tại đây. Trầm hoạt động tốt, hình thức đẹp, nguyên zin trầm trầm. Giá của nó là 20 triệu em bao ship cho anh em. Dạ, chào anh em.